Vụ tình thất bồng lai, công an thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My. Chiều 16 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do bị can Lê Tùng Vân và đồng bọn thực hiện. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My, 23 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở khác là ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Theo quyết định, ai phát hiện Võ Thị Diễm My có thông tin như trên thì báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết. Theo cơ quan điều tra, lý do thông báo này là vì Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Ngoài ra, thời gian qua gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra ra thông báo tìm Diễm My để xác minh, điều tra làm rõ. Trước đó, cuối năm 2019, một nhóm người đã đến tỉnh Thất Bồng Lai để tìm Võ Thị Diễm My, trong đó có cha mẹ của Diễm My. Tại đây, giữa nhóm người đi tìm Diễm My và nhóm sinh sống ở tỉnh Thất Bồng Lai đã xảy ra xô xát. Vụ việc sau đó được tòa án đưa ra giải quyết. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.